Xin chào các bạn, mình tên là Ngọc, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình vừa nhận được visa, vừa đến sứ quán. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm khi đi phỏng vấn. Khi bước vào được phỏng vấn, mình quan sát mọi người phỏng vấn trước, xong rồi tới lượt mình sẽ phỏng vấn, sẽ nhìn thẳng vào mắt lãnh sự quán, nghe kỹ câu hỏi của lãnh sự quán hỏi, rồi trả lời bình tĩnh, không có sợ. Những câu hỏi đó mình trả lời được hết. Mình đã được học ở Tân Đại Dương với anh Khôi với chị Thúy nhiều, cho nên không có làm khó mình. Lãnh sự quán hỏi mình là những câu hỏi là: bạn tại sao muốn chọn Mỹ để du học? Học xong có về Việt Nam không? Rồi chỉ hai câu hỏi đó thôi. Lúc đầu thì mình hơi run, xong rồi cái lãnh sự quán cũng hỏi dễ thương, cái mình cũng đã sợ. Xong rồi khi hỏi xong, mình cảm ơn lãnh sự quán. Các anh chị hướng dẫn mình rất là tận tình, không có sợ gì khi hồ sơ của mình hết. Hướng dẫn mình trả lời các câu hỏi rất là dễ dàng, cho nên mình dễ dàng lấy được visa. Cái làm hồ sơ ở Tân Đại Dương rất là tốt, hài lòng, không có lo lắng gì về hồ sơ của mình hết. Chị Thúy hướng dẫn mình những câu hỏi những câu hỏi là sự quán cần hỏi. Anh Khôi thì giúp mình tìm web của trường, rồi những cái thông tin về trường. Hơi mình thực học một khóa với anh Bảo Anh, dạy cho mình những kinh nghiệm về tâm lý, rồi cách ăn mặc làm sao để đi gặp lãnh sự quán, cho nên mình dễ dàng lấy được visa để qua Mỹ du học. Sau khi học xong với anh Bảo Anh, mình thấy là mình đỡ sợ hơn, run hơn. Nghe những kinh nghiệm anh Bảo Anh chia sẻ cho mình thì mình sẽ tiếp thu, rồi theo đó thì phát triển khi mà đến gặp lãnh sự quán. Anh Bảo Anh dạy mình là những câu hỏi mà lãnh sự quán đã hỏi, tạo thiện cảm với lãnh sự quán, cách ăn mặc sao cho phù hợp, tâm lý khi đi phỏng vấn. Tại vì mình có chị học bên đó nói là giáo dục rất là ok, cho nên cũng muốn theo bên Mỹ học. Thì hiện tại mình đang học lớp 8 ở Việt Nam tại trường Cầu Kiệu. Bên Mỹ mình sẽ học tiếp theo lớp 9 tại trường Memorial High School. Trước đây chị gái mình cũng từng làm hồ sơ Tân Đại Dương, nói là Tân Đại Dương làm hồ sơ rất là tốt, hài lòng, cho nên chị mình khuyến khích làm hồ sơ Tân Đại Dương. Tân Đại Dương là một công ty chuyên về du học. Khi làm hồ sơ mình thấy rất là an tâm, không có lo lắng gì hết. Những cái gì thiếu sót thì phải được công ty Tân Đại Dương bổ sung và giúp đỡ mình. Nếu mà mình không học những câu hỏi phỏng vấn với Tân Đại Dương thì vô lãnh sự quán mình sẽ hồi hộp, run và khó có thể trả lời được suôn sẻ. Bây giờ mình đã có visa rồi, mình sẽ chúc cho các bạn cố gắng đậu visa để được đi du học bên Mỹ. Chúc các bạn thành công.